À, tính tiền mà chủ ơi. Ok. Đây, này coi tao này, tao chổi cục khăn giấy này vô trong đó là một cái lượng ơn rồi nha. Vô gì quá mày ơi. Ôi, chậu gì vậy? Trời ơi, không thấy mà cái thùng rác người ta để đây sao? Muốn quăng giấy cho chọi rác gì đó thì phải xác định ngay cái trung điểm, cái trung tâm của cái thùng rác mà quăng vô quăng ra ngoài vậy mà chịu nổi hả? Trời ơi trời, còn cái bàn ăn nữa, người ta ăn xong hay là không xong gì đó thì người ta cũng phải để chén, dĩa, đũa, muỗng, đồ cho nó đàng hoàng. Thịt thà, rau, cỏ, đồ còn dư thì người ta cũng phải sắp xếp dẹp qua một bên. Có đâu mà để tùm lum hết rồi trên bàn rồi cơm đổ vung vãi ra nữa. Là sao vậy? Kìa, trời ơi, trên đây, nè. Đây, đây, muốn học hỏi nhìn qua đây. Nhìn cái dĩa cơm của Utilo không? Người ta ăn xong. Thí dụ như mà còn dư là người ta dẹp qua một góc. Nhìn thấy sạch sẽ không? Ê, ê, bàn nó đâu liên quan bạn tao đâu, bóc nói gì gì trời. Mày kệ nó đi. Nè, tao nói mày nghe nè. Cái vấn đề ở đây là tao là khách hàng. Tao bỏ tiền ra tao mua cơm, tao muốn làm gì kệ cha tao. Với lại hả, mày bị OCD chứ đâu phải là tụi tao bị OCD đâu, mà là mày làm cái giùm mẹ vợ. Hả? Làm giống mẹ hả? Trời ơi, mà đã trên bàn tùm lum tá lả không đâu. Nhìn cái miệng của mình, đi ăn thì phải cạo râu cho nó sạch, để cái gì mà bọc lõm chởm hết vậy? Xong rồi dướng một cái hộp cơm lên trên đó nó đính đem về nhà cho ghệ ăn hả? Ôi, ta là khách hàng. Ờ, hai anh thông cảm nha. Tại vợ em nó khó tính quá cho nên nó vậy. Thì thôi, hai phần cơm này thôi mai trả không được nha. Mày liệu hồ mày, tao bữa cái đầu mày cả làm hai đó ở đó. Bữa gì? Thôi mày OCD mà gặp nói chuyện rồi mà còn mày cà dắp nữa khó chịu ghê á. Thôi, tao khách hàng, em cứ làm gì hoài, riết người ta không tới người ta ăn cơm đâu á. Tao thấy con vợ mày chắc buôn bán rồi nó cực, nó mệt quá, nó stress rồi cái OCD nó mới nặng vậy á. Tao phụ mày cho. Ê, khoan. Hả? Nhãn mày cười. Hả? Ê, trời ơi. Nè. Trời ơi sao mà vậy? Ăn xong rồi thì mình lấy tăm mình xỉa cho sạch đi. Còn mà dùng tăm không được thì mình dùng lưỡi mình xỉa ra luôn. Nói chung là nó phải sạch chứ sao để nhét dao cho kiểu ăn vậy. Chưa hết mà. Còn bên này. Thôi trời ơi, muốn ăn ơi. Chăm. Vợ mày vô duyên quá luôn. Làm tao quê chứ. Tao bị từ về nhà tao làm chứ mày vô duyên quá. Không mày vậy. Ủa sao tính tiền? Trời ơi, rồi ăn đây mà tới về nhà mới làm. Chăm. Thấy em càng ngày càng quá đáng rồi đó. Em làm riết ở cái quán này không ai vô luôn á. Nhưng mà nhìn vậy thấy khó chịu không? Lẹ lẹ ra lau cái hộp cơm trên bàn đi. Đó. Gọn ghẽ ngay ngắn. Trời ơi, tao nói hả, sao mà giỏi mà xinh đẹp tuyệt vời dữ chứ không biết. Hey. Trời ơi, làm gì xem cao tao chăm. Gì? Cái này là mày phải cảm ơn tao mới đúng nha. Nhân lúc mày đi không có mặt ở đây, một tay tao đã xếp loại rau nào ra loại rau đó và khoảng cách giữa các cái đống rau này nó đều tăm tắp với nhau hết. Đẹp không? Xinh đẹp không? Khách người ta mới mua. Ừ, cũng đẹp á. Mày lựa gì mày lựa đẹp đi. Nhưng mà xinh quá à. Bây giờ không muốn lựa nữa luôn á, lựa bị uổng á. Nói gì má? Thôi cái bao tiền không? Chúng chồng lên cuộc đời nhau luôn. Ôi, ôi. Sao vậy? Sao mà nhìn khó dẻo vô cùng luôn, thật sự luôn. Không thấy là tôi đã xếp rau nào ra rau đó ngay hàng thẳng lối hết rồi hả? Làm sao mà có thể mà bỏ mà rau dền cái màu này mà chung một cái bọc với lại rau cải màu đó vậy? Rồi mấy cái đống thì người ta đã xếp rồi, nó sao để tứ lung tung lên hết trơn vậy? Mày bị khùng đúng không? Không có luôn. Chứ mày nghĩ coi, bây giờ tao đựng rau bịt màu gì được? Bỏ rau nào nó héo úa nó màu vàng rồi bỏ vô. Mày đem rau héo ra cho tao, nhanh lên. Đợi nào héo úa qua mua. Ừ, để cho tao lựa coi mày làm gì vậy. Tao dẹp đi, không có mua gì hết trơn. Ôi chị, ở lại lựa đi chị. Sống cái gì mà không có ý thức gì chứ trời. Nghĩ sao hả, tao sắp xếp loại rau nào, loại rau đó về qua đây bỏ hầm lằn vô chứ. Để tao xếp lại cho. Mày phá mà tự nhiên mày qua đây mày quậy tao chăm, cách tao đi luôn rồi kìa. Trời ơi, chăm mày chăm. Sao mà hả? Em nói em đi mua đồ chút xíu, qua tiệm tạp hóa không có. Cái hả, em nói em đi chợ. Tự ơi, em đi chợ gì mà cả ngày trời luôn vậy? Em đi cả ngày trời là tại vì có công việc chứ. Em đi qua phủ nó sắp xếp lại cái này nè. Là bản thân em không có chịu được cái sự là mất trật tự, mất ngăn nắp, anh hiểu không? Thôi mệt quá, muốn ngay ngăn, muốn trật tự. Về quán mình nha, còn cái này quán người ta, hiểu không? Trời ơi, để người ta buôn bán. Xin lỗi mày nha, Tilo. Trật tự xếp đi về. Anh ơi,
cái này là cái nền gạch ha. Nó được tạo nên bởi những cái ô gạch ha. Thì mình bước là mình phải bước vào trung tâm của ô gạch nè để mình đi. Đó, mình không được đạp lên những cái lằn ron này, hiểu chưa? Nó khó chịu lắm. Bước vô ô gạch. Đúng. Lằn ron. Dạ, né. À, né hả? Dạ. Anh ơi, sao mà anh ẵm em, anh không cân bằng nữa chị. Khó chịu quá anh ơi, ẵm ngay giữa đi. OCD tới mức vậy luôn hả? Xỉu quá. Xếp một bộ cũng đẹp á. Chụp tấm làm kỷ niệm với mày. Dạo gao đi Phương ơi. Anh ơi, anh tha cho em đi, em chịu không nổi nữa đâu anh ơi. Không chịu nổi cũng phải nổi. Ráng chịu đi. Hôm nay em biết tay tôi. Anh tha cho em đi, anh em đang nghỉ luôn á. Mẹ thằng Phương này tác động vật lý 100 OCD. Ê, không được em Phương ơi, không được nha. Mở cửa ra. Làm cái gì vậy? Ê, bình tĩnh nha. Tụi mày làm gì vậy? Thì tao chữa bệnh OCD dứt điểm cho vợ tao. Là mày trị bệnh của nó chứ không phải là mày tác động vật lý nó hả? Có đâu. Là chữa bệnh OCD cho nó. Mày để tao phụ mày. Mày có cái gì đâu. Mấy cái này tao làm được. Mình lại đây. Mày là sợ cái gì ngang ngược lắm đúng không? Là tao bắt nó mang dịp chạy. Trời ơi, tao không tin là tao nhẫn tâm với vậy luôn á. Ủa gì em đó. Đổi qua đây thử một cái rồi chồng ơi. Mày vô. Mở con mắt ra chứng kiến. Mở con mắt ra nè, chứng kiến nè. Trời ơi. Điên lận. Tao. Cái bình gạo của tao nó bị dơ rồi. Bây giờ tao xé cộng ngắn cộng dài coi nó chịu nổi không. Trời ơi. Mày nè. Trời ơi. Quá tàn ác. Tao lại bị lưu tiên lâu, anh vẽ đều giùm tao đi. Một cái đó. Ê, sao tao thấy tội nữa quá mày. Chứ giờ sao? Biết sao không? Hồi bữa là nó sắp xếp cái sập gạo tao á. Tao thấy ok, tao chụp lại tao đăng lên mạng. Người ta cũng vô khen là cái OCD này nó ngăn nắp, nó đẹp đẽ gọn gàng á. Hay là mình kiếm cái công việc gì mà phù hợp với cái tính đó cho nó làm đi, chứ kiểu này cũng không phải là cách. Mà làm nghề gì? Thấy cũng gọn gàng sạch sẽ đó. Ngày mai đi làm luôn được không? Dạ được, em cảm ơn chị. Ok, vậy nha, mai đi làm nha. Dạ, em cảm ơn. Bye. Dạ, cảm ơn chị. Đó, thấy chưa? Tao nói y chang. Cái kỹ năng của con vợ mày mà áp dụng đúng chỗ ha. Mày vừa kiếm được tiền, mà vừa có công việc cho nó nữa. Đó. Cảm ơn mày nhiều nha, Tilo. Có gì đâu. Thôi, hai vợ chồng mày ở đây nha. Tao đi về bển, tao coi sườn gạo tao cái ha. Rồi. Ê, thôi. Nói nghe nè, mình lớn rồi, cái gì nên OCD, cái gì không.